Gia đình Thảo mua được đồ rồi, đi về. Tí nữa về nhà mở cho các bạn xem nha. Cái tủ lạnh thứ ba nó mới đem tới. Chào lại cả nhà nha. Hôm nay gia đình Thảo đi chợ điện máy để mua một chút đồ nè. Mà con Thảo từ Việt Nam về có giờ thì qua một ngày rồi, ăn ngủ cũng rất là ngon, cũng khỏe, không có gì mệt mỏi lắm. Út ơi, Út chào cả nhà đi, chào cô chú đi. Mẹ thương nè, kia con gái của Thảo đó, con gái lớn. Con chào cô chú đi con. Giờ tới nơi rồi, đi vô cái cổng vào, vô trong cửa hàng. Dạ con thấy được không? Ừ. Và bên dưới đây là giá tiền của cái máy mà Thảo mua đó. Sau khi tìm kiếm đồ mình muốn mua thì giờ mua xong rồi, gia đình Thảo bây giờ đi ra và chuẩn bị đi tìm chỗ để mà mình ăn buổi trưa đó. Gia đình Thảo mua được đồ rồi, đi về. Tí nữa về nhà mở cho các bạn xem nha. Cái tủ lạnh thứ ba nó mới đem tới. Ok. Vậy con biết làm cho mẹ không nha? Trời ơi, con trai mình là biết gắn mà. Giờ gia đình mình ghé đây ăn trưa. Tại đi từ sáng giờ cũng đói bụng rồi. Giờ anh ba cho chơi xe. Tới đây á, không chịu vô, muốn chơi. Trời khoái lắm. Trước khi mình vô á thì mình lấy cái mâm nè, với lấy nĩa nữa. Một chút mình đi chọn thức ăn. Đây là những bánh mì răm bông thịt nguội. Họ làm sẵn như vậy á, rồi có phô mai nữa nè, có bơ. Và những dĩa thức ăn họ làm sẵn như vậy rồi mình tự chọn, có nhất là có gỏi trộn với xà lách á, và có xúc xích trộn với cơm của người Ả Rập. Và đây là những thức ăn tráng miệng nè, bánh kem nè, bánh su nè, bánh tạt, rồi có bánh flan nữa nè, bánh kem dâu, đủ loại hết. Và đây là phần tráng miệng trái cây nữa. Người ta ra phần như vậy hoặc là các bạn tự chọn. Những thức ăn này thì nóng, khi mình ăn thì mình nói người ta múc ra cho mình một phần. Khi mà mình chọn đồ ăn xong rồi đó ha, thì mình ra đây mình sẽ chờ tính tiền. Chưa đói bụng rồi nãy giờ. Chỗ tính tiền ở đây. Và đây món ăn của Thảo là món cá có sốt bơ, kem fresh, có hương chanh nè, mút tây, cà rốt, có luôn đậu Hà Lan.
Đây là phần ăn của con trai lớn Thảo nè. Có khoai tây chiên. Và đây là có salad. Và ở trên là có gà chiên giòn, nước uống. Và đây là những cái trứng hồng đào đó. Và đây là phần ăn của ông xã Thảo. Anh cũng ăn có cơm. Và đây là phần ăn của con gái Thảo đây. Con gái thì ăn ít hơn con trai một chút. Mời cả nhà ăn không? Út thì không có phần nào, chỉ ăn ké người này người kia một chút. Món này là món cơm trộn, có cơm nè, có dưa leo nè, có bơ nè, có củ cải đỏ, cà rốt và cá su mông, cá hồi tươi đó, họ sắc nhỏ nhỏ hạt lựu, rồi mình trộn lên, mình xịt chút nước tương vào và cái sốt của tiệm, mình trộn lên mình ăn. Rất là ngon nha, nó có hương vị ngọt, ngọt tí xíu. Và cái phần cá này của Thảo nè, ăn rất là dai và ngon, không có bị tanh cá, béo nhẹ. Ở đây là cái phần salad nè, có jambon, thịt này là hun khói á, người ta sắc sợi sợi nhỏ nhỏ. Rồi có bánh mì chiên giòn nè, rồi trứng hồng đào và tomat. Và ba loại salad tím, xanh nữa. Cái này á, bé Út và ông xã Thảo ăn xong rồi nên ông xã Thảo dẫn Út qua đây nè. Chơi trò chơi thường ở những nơi tiệm quán ở Pháp á, thì họ bày ra một khu vui chơi cho trẻ nhỏ. Để khi mà bố mẹ ăn thì những đứa trẻ lại đó chơi hoặc có người canh chừng thay phiên đó. Mấy em trẻ vào đây thì mê tích luôn. Lúc này con trai Thảo cũng ăn xong rồi, cũng lại chơi với ba và em. Và lấy trái banh cho ông Út nữa. Bé Út nhỏ nhất nhà cho nên được ưu tiên. Cái gì cũng có Út trong đó hết. Làm gì nè. Bravo. Tạ chừng, đủ xe mọt. Bảo đồng bảo đồng. Hả? Bên nào lấy cái bằng cho nó đó. Giờ con trai Thảo đi mua kem cho cả nhà cùng ăn. Mà chắc Thảo với ông Thảo không ăn đâu. Mua cho thằng Út, chị hai. Ở đây họ có bán luôn bánh macaron. Pháp thì ngon tuyệt vời. Con trai Thảo thì mua siro xanh nè. Cái này uống mát lắm. Nó dạng giống như là đá bào bên mình vậy đó. Lúc em uống đi. Bắp trắng bắp vàng mà. Trắng, không biết là đẹp ục. Đâu, mẹ mở ra coi. Trắng. Vàng mẹ ơi. Vàng hả? Là thấy cũng trắng tư thôi. Ở đây trắng thì trên tâm nó có. Giờ mẹ chồng Thảo nè, tháo bắp ra đặng luộc. Này bắp được chị hai cho. Này vô mùa bắp rồi mẹ ha. Mùa bắp rồi, mẹ ta hơi ra Sài Gòn quá hành mậy xong rồi. Nói chùa không có ăn đâu nên mẹ bán. Mẹ bán nhiều trái? Một bịch là hai mấy trái mà 10 đồng. Giờ gia đình Thảo đã về tới nhà rồi. Ảnh uống cái siro màu xanh rồi có cái miệng. Thảo cũng muốn ké được miếng. Và video Thảo đến đây xin tạm dừng nha. Và cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video. Và hẹn bữa khác Thảo sẽ review đập hộp cái Mavic Mini Pro Thoa nha. Là ba đó. Để cho các bạn cùng xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.
Bye bye, bye bye. Nếu thấy thích video của mẹ con Thảo thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mẹ con Thảo nha.